chào các em nhé. Thì ở tiết trước chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cái bài số 10 tiết 1 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiết 1 là nói về tự nhiên, nhân cư và xã hội. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái tiết 2, đó là nói về kinh tế. Thì thầy mời các em bắt đầu chúng ta tìm hiểu và theo dõi video nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thế giới đang chứng kiến những bước đi mạnh mẽ và vững vàng của Trung Quốc. Vì sao Trung Quốc đã có những thành công to lớn trong lĩnh vực kinh tế như vậy? Và quan hệ giữa nước ta và Trung Quốc đã có những bước phát triển quan trọng như thế nào? Thì các câu hỏi đó sẽ được lý giải trong cái bài học hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái bài số 10 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp theo. Và cái tiết tiếp theo là tiết 2, chúng ta sẽ nghiên cứu về kinh tế. Thì bên trái là cái lá cờ ha các em, lá cờ của Trung Quốc. Còn bên phải là cái tiền tệ của Trung Quốc. Rồi, chúng ta tìm hiểu về nội dung chính của bài ha. Thứ nhất là cái phần khái quát. Rồi thứ hai là các ngành kinh tế. Thì trong các ngành kinh tế nó có hai ngành kinh tế, đó là công nghiệp và nông nghiệp. Chúng ta sẽ nghiên cứu hai ngành này. Và cái cuối cùng là cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu phần nhất, đó là cái phần khái quát về kinh tế của Trung Quốc. Thì trong phần này thầy sẽ cho các em tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất, đó là cái quá trình phát triển kinh tế. Và cái thứ hai là cái thành tựu phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhất là cái quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Người ta yêu cầu mình là dựa vào nội dung sách giáo khoa cho biết cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay trải qua bao nhiêu giai đoạn. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu xong thì nó sẽ có những giai đoạn như thế này, là chúng ta thấy là thứ nhất là cái giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1978 thì khôi phục kinh tế, người đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa và các kế hoạch 5 năm. Rồi giai đoạn 2, đó là giai đoạn mà từ năm 1978 đến nay thì đất nước đã tiến hành cải cách, mở cửa, hội nhập và hiện đại hóa. Thì đó là cái tóm tắt ngắn gọn về cái quá trình phát triển kinh tế của xã hội của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay. Còn nếu như mà chúng ta xét về trước năm 1949 thì kinh tế của Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn đó các em. Thì cơ bản là như thế. Rồi mình xem một số hay nhỏ là cái thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu sách giáo khoa, chúng ta cũng trình bày được các cái ý này. Thứ nhất là cái tốc độ tăng trưởng GDP là cao nhất trên thế giới, trung bình là hơn 8% trên một năm. Chúng ta có cái bảng thống kê ha, năm 95, rồi năm 2000 và năm 2005. Thì tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đơn vị là phần trăm của đất nước thì rất cao ha. Năm 1995 là 10,5%. Rồi năm 2000 là 8% và năm 2005 là 9,9%. Đó là những con số rất là ấn tượng ha. Rồi năm 2004 thì GDP đứng thứ 7 trên thế giới. Các em xem các cái số liệu ha. Thì năm 2004 thì GDP của Trung Quốc thì đạt là 1.649 tỷ USD, xếp hàng thứ 7 trên thế giới. Đứng đầu là Mỹ các em. Rồi thứ hai là Nhật, thứ ba là Đức, và thứ tư là Anh, thứ năm là Pháp và thứ sáu là Italia. Mà các em xem có các cái số liệu thống kê rõ ràng hết ha, và cái thứ hạng. Thì đến năm 2006 thì cái GDP của Trung Quốc đã vượt lên
và xếp hàng thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Nhật và Đức. Cái GDP của Trung Quốc trong cái thời điểm này đã vượt qua Anh, Pháp và Italia. Còn cái thời điểm hiện nay thì các em biết rồi ha, tức là cái GDP của Trung Quốc hiện nay rất lớn và xếp hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ thôi. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng 5 lần ha, lên 1.269 USD. Như vậy tại sao mà cái kinh tế của Trung Quốc nó lại đạt được những kết quả ấn tượng như thế? Thì các em thấy là có một số cái nguyên nhân. Thứ nhất là đất nước đã tiến hành cái công cuộc hiện đại hóa đất nước. Rồi thứ hai là giữ vững ổn định xã hội. Thứ ba là mở rộng buôn bán và giao lưu với nước ngoài. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho kinh tế của đất nước trong cái thời kỳ đó đó đạt được những cái kết quả rất là ấn tượng. Và hiện nay thì kinh tế của họ cũng đang phát triển rất là mạnh ha. Thì đó là thầy đã vừa giải đáp cái nguyên nhân là tại sao mà kinh tế của Trung Quốc lại đạt được những thành tựu ấn tượng như thế ha. Đây là một số cái hình ảnh về đất nước Trung Hoa, Thượng Hải ha, Hàng Châu, về chính sách dân số và cuối cùng là Hồng Kông. Thì các em biết là các ngành kinh tế của Trung Quốc đã có những cái thay đổi như thế nào và trong cái quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề này trong cái mục tiếp theo, đó là cái mục 2 La Mã, các ngành kinh tế. Thì nếu như mà chúng ta học trên lớp thì chúng ta sẽ làm việc nhóm đó các em, giống như cái tiết trước vậy đó, thầy cũng nói rồi đó. Nhưng mà trong cái tiết này thì chúng ta chỉ xem cái phân công, rồi các em xem công việc ha, chia làm hai tổ hợp nhóm. Thứ nhất là cái nhóm 1, nhóm 3 là nghiên cứu về công nghiệp, rồi nhóm 2, nhóm 4 là nghiên cứu về nông nghiệp. Thì ở các cái bài trước đó, thì chương trình có đề cập đến cái phần dịch vụ nữa. Nhưng mà đến Trung Quốc thì người ta không có bàn đến ha, chỉ nghiên cứu hai phần thôi, đó là cái ngành công nghiệp và ngành nông nghiệp. Rồi nếu mà làm việc nhóm thì chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung chính như thế này các em. Tức là hai ngành này đều có cái sườn bài như nhau. A là cái chiến lược phát triển, rồi B là thành tựu, và C là phân bố. Phần nông nghiệp cũng vậy ha, cái sườn bài cũng như nhau. Rồi đây là một số cái hình ảnh mà nếu như mà ở trên lớp các em làm việc nhóm á, thì thầy sẽ cho các em xem những cái hình này để chúng ta có thể là chúng ta liên hệ, để chúng ta tìm ý, chúng ta sẽ đưa vào cái phần thực hiện của mình ha. Nhóm 1, nhóm 3 là ngành công nghiệp thì nó có cái hình này các em ha. Cái hình nó về công nghiệp, còn nhóm 2, nhóm 4 thì có cái hình nó về ngành nông nghiệp. Rồi, đây cũng là một cái thông tin mà giúp cho các em làm việc nhóm đó. Thì nhóm 1, nhóm 3 ngành công nghiệp thì cũng có một cái bảng thống kê nói về cái sản lượng một số cái sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc. Còn nhóm 2 và nhóm 4 thì các em nghiên cứu về ngành nông nghiệp thì cũng có cái bảng thống kê nói về cái sản lượng một số cái nông sản của Trung Quốc, đơn vị là triệu tấn. Thì dựa vào các thông tin, tức là hai cái hình hồi nãy đó với lại hai cái bảng này, thì chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta làm việc, để bổ sung vào những cái kiến thức trong cái làm việc nhóm của mình ha, lúc làm việc nhóm đó. Rồi các em biết là mục tiêu hàng đầu trong cái công cuộc phát triển kinh tế Trung Quốc là chính là phát triển công nghiệp nhằm mà sản xuất hàng hóa đáp ứng thị trường đông đảo trên 1,3 tỷ dân và phục vụ cho xuất khẩu. Như vậy công nghiệp sẽ có những cái đặc điểm như thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta theo dõi và chúng ta sẽ ghi chép ha.
nhất là vì cái chiến lược phát triển công nghiệp. Đầu tiên là thực hiện chính sách kinh tế thị trường. Thì cái chính sách này nó có ích lợi gì? Trước kia là từ kinh tế chỉ huy, thì bây giờ chuyển qua là kinh tế thị trường. Thì về kinh tế thị trường thì các cái xí nghiệp và các cái nhà máy được chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đó là cái ích lợi của cái chính sách này ha. Rồi thứ hai là thực hiện chính sách mở cửa. Rồi đầu tiên là tăng cường giao lưu với thị trường thế giới. Rồi một kết lợi tiếp theo của cái việc mở cửa đất nước đó là tăng cường thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Thì các biết là năm 2004 đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI vào Trung Quốc đứng đầu thế giới đạt 60,6 tỷ USD. Đây là con số rất lớn ha. Một kết lợi thứ ba trong việc mà thực hiện cái chính sách mở cửa đó là cho các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, quản lý sản xuất công nghiệp tại các khu chế xuất. Thì Trung Quốc tạo ra các khu chế xuất và thu được cái nguồn vốn đầu tư rất lớn. Một cái chiến lược tiếp theo là chú trọng hiện đại hóa trang thiết bị và ứng dụng công nghệ cao vào các ngành công nghiệp. Tức là các cái thiết bị mà cũ kỹ lạc hậu đó thì có thể sẽ được thay thế bằng các thiết bị cũng như là các cái công nghệ cao vào các ngành công nghiệp ha, để làm sao cho cái công nghiệp nó có cái bước phát triển đột phá. Một cái chiến lược nữa là chủ động đầu tư có trọng điểm. Thì thầy cũng nói thêm cho các em nắm luôn chỗ này ha. Chủ động đầu tư có trọng điểm là như thế nào? Thì trọng điểm đầu tư công nghiệp được điều chỉnh trong từng giai đoạn của cái quá trình công nghiệp hóa các em. Giai đoạn đầu thì họ ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm. Thì cái ưu thế của các ngành này đó là không đòi hỏi vốn nhiều, kỹ thuật không quá phức tạp, tận dụng được nguồn nhân công sẵn có, rồi nhanh thu lại vốn, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước và vừa để xuất khẩu. Rồi giai đoạn sau thì ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ bản như là khai thác, luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, là các ngành đảm bảo cho việc xây dựng vững chắc nền công nghiệp. Và để phát triển ngành này thì Trung Quốc đã có nhiều thuận lợi như là nhiều khoáng sản tài nguyên, rồi thị trường to lớn, lao động đông đảo và năng động, v.v. Và từ đầu năm 94 đó thì Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung phát triển 5 ngành như là chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, rồi sản xuất ô tô và xây dựng. Đây là các ngành có thể tăng nhanh năng suất, rồi sinh lãi cao và đón trước được nhu cầu người dân khi mức sống được cải thiện. Một cái chiến lược nữa đó là chú trọng phát triển công nghiệp ở nông thôn. Thì việc phát triển công nghiệp ở nông thôn nhằm sử dụng lao động dồi dào và cái nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở nông thôn với các ngành như là vật liệu xây dựng, đồ gốm, rồi sứ, dệt, may, sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thì cũng đã thu hút trên 100 triệu lao động và cung cấp 20% cái giá trị hàng hóa nông thôn. Rồi, thành tựu của một số ngành công nghiệp ở Trung Quốc. Thì các em xem cái bảng thống kê thì các em thấy là đây là sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc, gồm có than, rồi điện, rồi thép, xi măng, phân bón. Qua các năm từ năm 1985 đến năm 2004, thì các em quan sát cái bảng này thì các em thấy là hầu như các cái sản phẩm công nghiệp này đó qua các năm đều tăng và xếp hạng cao trên thế giới. 1, 2, 3, 4 sản phẩm là hạng nhất và có điện là hạng nhì ha. Thì mình nhận xét cơ bản năm nay là như thế. Rồi, thành tựu hả các em? Thứ nhất là sản lượng một số ngành công nghiệp tăng nhanh và được xếp hạng cao trên thế giới như là than, thép, xi măng. Thì cái ý này chính là cái nhận xét của cái bảng thống kê hồi nãy đó.
Rồi cái thành tựu đạt được thứ hai đó là các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, như là điện tử, cơ khí chính xác, rồi máy móc tự động vân vân đạt được thành tựu cao. Và thành tựu quan trọng nhất nổi tiếng gần đây là Trung Quốc đã chế tạo thành công cái tàu vũ trụ tháng 10 năm 2003. Và cái tàu này có tên là tàu Thần Châu 5, đã đưa người vào vũ trụ và trở về trái đất an toàn hết em. Thì thầy cũng cho các em xem cái quá trình mà hoạt động của tàu vũ trụ như thế nào. Thì các em biết là tàu vũ trụ còn gọi là phi thuyền không gian, và cái vai trò là tiến hành nghiên cứu bề mặt các thiên thể khác, rồi vận chuyển người, trang thiết bị, hàng hóa lên cái khoảng không ở ngoài tầng khí quyển trái đất. Thì đó là một số cái vai trò cơ bản nhất của cái tàu vũ trụ đó. Hiện nay các cái quốc gia phát triển mạnh về cái lĩnh vực này thì có Liên bang Nga nè, rồi Hoa Kỳ, và thứ ba là Trung Quốc ha. Đây là cái quốc gia mà thứ ba mà đưa con người đi vào vũ trụ thành công và trở về mặt đất an toàn ha. Rồi đây là cái hình nói về phân bố công nghiệp của Trung Quốc các em. Thì các em xem những cái lược đồ này thì các em thấy là các trung tâm công nghiệp là các cái vòng tròn nè ha. Đây phần chú giải có nè. Thì vòng tròn lớn là cái trung tâm công nghiệp rất lớn. Còn vòng tròn nhỏ là trung tâm công nghiệp lớn. Thì các em xem là ở Trung Quốc thì hầu như là có các trung tâm công nghiệp rất lớn, và lớn là chủ yếu ha. Thì nhìn vào lược đồ này các em có nhận xét như thế nào? Đây là miền Đông ha, đây là miền Tây. Thì các trung tâm công nghiệp của đất nước chủ yếu là phân bố ở phía Đông, bởi vì nó có nhiều cái điều kiện thuận lợi như là tài nguyên thiên nhiên phong phú, địa hình đồng bằng, giao thông thuận tiện ha, dân cư đông, chất lượng cao và có cái lịch sử phát triển lâu đời. Thì đó là một số cái lý do mà tại sao mà các cái trung tâm công nghiệp của đất nước lại phân bố chủ yếu là ở miền Đông. Và có một số cái trung tâm công nghiệp chính như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh và Thẩm Dương. Đây là một số cái trung tâm công nghiệp ha. Với dân số trên 1,3 tỷ người thì việc phát triển nông nghiệp đảm bảo cung cấp đủ lương thực thực phẩm là một cái việc làm hết sức quan trọng. Chúng ta sang nghiên cứu cái phần nông nghiệp đó kìa, phần số 2 nhỏ. Đầu tiên là chiến lược phát triển nông nghiệp. Thì giờ nông nghiệp của Trung Quốc chịu một sức ép lớn, chỉ có 7% đất canh tác của thế giới, khoảng 95 triệu ha. Xong phải nuôi sống đến 20% cái số dân trên toàn thế giới.
Như vậy thì Trung Quốc đã có những cái chính sách, biện pháp gì để phát triển nông nghiệp? Thì đầu tiên là cái chiến lược phát triển nông nghiệp ha. Nhất là giao quyền sử dụng đất và khoán cái sản phẩm cho nông dân. Như vậy thì giao quyền sử dụng đất cho nông dân là như thế nào? Ha, thì cái đặc điểm này nghe nó hơi lạ. Thầy cũng dừng lại chỗ này để thầy phân tích rõ cho các em nắm ha. Thì sau năm 1978, nhiều biện pháp mới đã được thực hiện trong nông nghiệp của Trung Quốc, như là giao đất, rồi khoán sản phẩm đến từng hộ gia đình. Mà trước đó là khoán theo nhóm hộ gia đình. Thời gian giao đất cũng ngày càng tăng lên, từ 3 năm đến 5, ngày 10, 15, thậm chí đến 50 năm. Thì người làm nông nghiệp từ chỗ không được thuê nhân công thì nay được tự do. Khuyến khích thuê nhân công thực chất là tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Những cái thay đổi quan trọng đó đã giúp cho người nông dân Trung Quốc an tâm, thoải mái và chủ động hăng say lao động trên cái đồng ruộng, mảnh đất mà giờ đây họ được thật sự làm chủ. Họ đã tận dụng mọi lực lượng lao động, thời gian lao động, các cái phương tiện lao động để sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội. Thì đó chính là cái chiến lược đầu tiên trong việc phát triển nông nghiệp của Trung Quốc. Thì các em nghe qua, các em cũng nắm được rồi ha. Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách kinh tế, rồi kỹ thuật trong nông nghiệp, tạo điều kiện khai thác tiềm năng lao động, tài nguyên sẵn có của đất nước và tạo ra nhiều cái sản phẩm cho nông nghiệp. Rồi tiếp theo là phát triển cái cơ sở hạ tầng, giao thông, rồi hệ thống thủy lợi, rồi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, rồi sử dụng giống mới, rồi máy móc và thiết bị hiện đại để đưa vào trong nông nghiệp, giúp cho nông nghiệp phát triển. Và cái thứ tư là miễn thuế nông nghiệp. Đây là một cái bản thống kê nói về sản lượng một số cái nông sản của Trung Quốc, đơn vị là triệu tấn. Thì các em xem cái thấy là các cái nông sản này đó, thì qua các năm hầu như là nó cũng đều tăng, đa số là như vậy. Nhưng mà có một số cái sản phẩm như là cũng không có tăng liên tục, như là mía nè. Năm 1995 đến năm 2000 thì có giảm xuống. Và một cái nữa là xếp hạng trên thế giới thì hầu như là các cái nông sản này đều xếp thứ hạng cao. Chỉ cái thịt bò và mía là hạng 3, còn lại là hạng nhất đó nha. Giờ ý tiếp theo là về thành tựu ha. Đầu tiên là trồng trọt thì nó chiếm ưu thế hơn ngành chăn nuôi. Trồng trọt chiếm ưu thế về cây lương thực là chủ yếu ha, quan trọng nhất, như là lúa mì, lúa gạo, ngô, rồi khoai tây, bông. Mà chăn nuôi chủ yếu là lợn, cừu và bò. Sản lượng nông sản tăng đứng đầu thế giới về sản lượng lương thực, bông, lạc, thịt lợn và cừu ha. Rồi ta quan sát cái hình nói về nông nghiệp của Trung Quốc. Chúng ta có nhận xét là miền Đông thì nó có nhiều vùng nông nghiệp trù phú. Rồi đồng bằng Đông Bắc và Hà Bắc thì trồng trọt, như là lúa mì, củ cải đường, ngô, khoai tây, vân vân. Chăn nuôi có bò lợn. Còn đồng bằng Hoa Trung và Hoa Nam thì trồng trọt, như là lúa gạo, chè, bông. Chăn nuôi thì có lợn, bò. Còn ở miền Tây thì các em thấy là chăn nuôi cừu, đại gia súc là chủ yếu hơn. Đây là một số cái hình ảnh về nông nghiệp của Trung Quốc. Em tham khảo thêm nha. Một số cái hoạt động về nông nghiệp. Thì Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó lâu đời. Trong thời kỳ hiện đại thì quan hệ kinh tế hai nước có những đặc điểm gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu phần 3 La Mã. Mối quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Đây là lá cờ của hai nước ha. Thì khi mà nghiên cứu tìm hiểu nội dung trong bài thì các em sẽ nắm được những cái đặc điểm về cái mối quan hệ giữa hai nước ha. Đầu tiên các em xem một số cái hình ảnh
thể hiện cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh với lại là Chủ tịch Mao Trạch Đông ha. Đây là một số cái cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước là Việt Nam và Trung Quốc. Rồi đây là một số hình ảnh nói về cái mối quan hệ khăng khít thân thiết giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Như vậy khi mà tìm hiểu thì chúng ta thấy là có một số đặc điểm. Đây là hai quốc gia có cái mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực các em. Rồi hai nước sẽ thực hiện cái mối quan hệ theo phương châm 16 chữ. Và cái phương châm này được thực hiện từ năm 1999 đến nay. Đó là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai. Rồi và thực hiện tinh thần bốn tốt, đó là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Một cái vấn đề nữa trong cái mối quan hệ thương mại giữa hai nước, đó là kim ngạch thương mại giữa hai nước là tăng nhanh, đạt 8.739,9 triệu USD năm 2005. Rồi cuối cùng là cái phần củng cố đánh giá, thì thầy cho các em một số cái câu hỏi để chúng ta trả lời ha, trắc nghiệm. Câu 1. Và lần đầu tiên Trung Quốc đưa con người vào vũ trụ và trở lại trái đất vào năm nào? A. 2001, B. 2003 và C là 2005, D. 2007. Tôi chọn phương án B hết em. Câu số 2. Vì sao Trung Quốc có nhiều loại nông phẩm có năng suất cao nhưng bình quân lương thực theo đầu người vẫn thấp? Nhất là diện tích trồng cây lương thực ít. Rồi thứ hai là phần lớn lương thực dành cho xuất khẩu. Thứ ba là dân số đông nhất thế giới và vẫn tăng nhanh. Chúng ta thiếu chữ V. Thứ tư là năng suất và sản lượng lương thực thấp. Như vậy các em chọn phương án nào đây? Phương án C ha. Dân số đông nhất thế giới và vẫn tăng nhanh. Câu số 3. Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung ở miền Đông? A là vị trí địa lý thuận lợi, dễ thu hút đầu tư và xuất khẩu. B là cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật tốt. C là khí hậu có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam. Và D là sẵn nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ. Rồi, các em chọn phương án nào đây? Đây, phương án C, đó, khí hậu có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam. Câu số 4. Biện pháp nào sau đây là quan trọng hàng đầu để Trung Quốc phát triển nông nghiệp, tăng sản lượng lương thực? A. Giao quyền sử dụng đất cho nhân dân. B. Mở rộng thị trường xuất khẩu. C. Thay đổi cơ cấu cây trồng. Và D là mở rộng sản xuất vùng miền Tây. Các em chọn phương án nào đây? Đó là phương án A ha. Rồi, cái phần cuối cùng là cái phần về nhà các em làm ha, làm tại nhà. Đây là hướng dẫn học tập. Thì các em có một số câu hỏi các em đọc kỹ và chúng ta trả lời ha. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái phần cuối bài của mình đó. Thì cái tiết 2 kinh tế của Trung Quốc đến đây là hết. Thì chào các em và hẹn gặp lại các em trong những cái tiết học tiếp theo.